Cabaret và âm ly rất là cao cấp đến từ Mỹ, một cái thương hiệu quá nổi tiếng luôn. Mà răng, nghe nói thì các bạn sẽ ủa, mà răng mà sao lại là Mỹ? Nhưng mà đây là dòng mà những năm đầu tiên của hãng Ma Răng, thì những lúc đó hãng vẫn còn là thương hiệu của Mỹ và con này được sản xuất tại Mỹ luôn. Sau này thì hãng mới bán lại cho Nhật và được sản xuất tại Nhật. Còn những cái model đầu tiên là đều được sản xuất tại Mỹ. Con này là model là 3600B. Con 3600B này thì cực kỳ cao cấp với cái thiết kế vỏ gỗ ring theo máy, một cái mặt gồm một phần đen và một phần trắng, đen hay trắng đều là phải nhôm, và chúng ta có chỉnh đầy đủ tông ba dải luôn, bát mít trép cho loa phải, bát mít trép cho loa trái. Đây là volume, nút để cái này là cái rèm lên thôi nha, nó không có đánh ra loa mà chúng ta phải kết vào cái bao. Tuy nhiên nó có cái nút, có cái chế độ chia loa dùm cho ví dụ như các bạn gắn vào cái bao, mà cái bao chúng ta có một cái đường ra thôi, nó ra được một cặp loa thôi, thì cái bao chúng ta gắn dây loa ngược lên cho cái rè này là chia ra cho hai cặp đó, rất là hay ở chỗ đó. Nhưng mà nó vẫn là cái rè nha, có nghĩa là chúng ta không thể gắn trực tiếp ra loa để phát nhạc từ cái rè này được, mà nó phải qua cái bao đó. Rất là đẹp và vỏ gỗ riêng. Con này phải nói là hàng hiếm, rất là hiếm trên thị trường. 3600 thì nhiều, nhưng mà 3600B thì cực kỳ hiếm. Đây, bây giờ mình quay ra phía sau cho các bạn nhìn cái vỏ gỗ đây, đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngay cả ở các nước khác thì cũng rất là ít thấy cái con 3600B này. À, bây giờ mình quay ra phía sau nha. Đây các bạn thấy cái dòng chữ Precision, Crafted in USA, thì Precision là ráp thủ công, Precision Crafted là ráp thủ công, model 3600B gần như là mới, phải nói là cực kỳ đẹp. Rồi bây giờ mình quạt này, cái đường mình nói đường tách loa này đó, cái đường tách loa của nó như thế này, chúng ta sẽ gắn cái đường dây loa vào đây, dây loa từ cái main lên, cái bao lên, thì cái này nó sẽ tách ra cho chúng ta chơi được hai cặp đó. Có mục đích là tách loa thôi nha, cho nó không có khuếch đại trong này. Pression Graphic Info đây đó, rất là khủng. Cái giác cắm còn khá mới, cái lô cái giác cắm này còn có chữ ma răng luôn nè. Giờ mở bên trong cho các bạn nhìn nha. Rồi các bạn, nó sẽ có hai lớp vỏ, nếu như không có cái option vỏ gỗ này á thì vẫn có cái lớp vỏ sắt nữa. Thành ra khi lớp khi hãng người ta bán cái con này á thì có nhiều con không có cái vỏ gỗ, tại vì khách hàng không chọn mua thêm vỏ gỗ, đơn giản là vậy. Rất là đẹp, nhìn bên trong là như là hàng mới, mặc dù sản xuất những năm 70 mấy 80, nhưng mà chúng ta thấy là bên trong quá mới luôn. Chúng ta nhìn cái cây sexy này nè, 7 màu luôn, rất là đẹp. Những cái dây điện nó còn xanh dờn luôn nè, quá mới luôn. Đó, các cái linh kiện còn cực kỳ đẹp. Đây, các bạn nhìn cái sexy nè, quá đã luôn, mới tinh luôn. Con này là gần như là chưa xài, gần như chưa xài. Giá là 15,5 triệu, 15,5 triệu cho cái con này. Đây, sexy quá đẹp, mới cứng luôn. Một cái con bồ đề quá quá phù hợp để chúng ta xài. Các cái nút chỉnh này nè, còn nguyên bụi Mỹ, quá đẹp luôn. Đó. Rồi, bạn nào có nhu cầu alo ngay cho mình theo số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất mà mình đăng lên mỗi ngày nha. Bên mình có bán USB chép sạc nhạc chất lượng cao, loại 128GB là 800.000, còn loại 1000GB là SSD. 1000GB thì 2,5 triệu, chứa được nhạc Việt, nhạc quốc tế, nhạc DVD. Còn 128GB thì mình chứa nhạc Việt thôi. 128GB chứa được khoảng 2000 bài, còn 1000GB chứa được khoảng 15000 bài nhạc.